Thưa các bạn, toa thuốc đặc hiệu chống bọ trĩ và nhện đỏ tốt nhất là cái tít mà các bạn đang được nhìn thấy trên màn hình. Thưa toàn thể các bạn, đặc biệt là các bạn yêu và mê đắm hoa hồng. Nói đến chăm sóc và bảo vệ sâu bệnh cho cây hoa hồng thì mọi người đã nghĩ ngay tới bọ trĩ và nhện đỏ. Bởi đây là hai loại sâu bệnh quanh năm chuyển kiếp bốn mùa tàn phá cây hoa hồng. Chúng luôn trực chờ trích hút nhựa ở những mầm non mới nhú, cho nên cây hoa hồng không thể phát triển cho dù bạn có chăm sóc và cho ăn thế nào đi chăng nữa. Vì vậy, nếu chúng ta chưa trị triệt nọc hay kiểm soát tốt được bệnh bọ trĩ và nhện đỏ thì chúng hoa hồng khuyên can là bạn không nên trồng hoa hồng, bởi kiểu gì thì cũng sẽ thất bại. Chính vì vậy, hôm nay Trung Hoa Hồng lên sóng chia sẻ với các bạn một toa thuốc đặc trị cho hai loại bọ trĩ cốt này. Gọi là toa bởi nó gồm có ba gói trộn với nhau và các bạn đang được nhìn thấy trên màn hình. Trong này có những gói không hề có hơi hướng gì để chữa trị cho hoa hồng. Chắc chắn rất có nhiều bạn chữa chạy cho hoa hồng khi bị bọ trĩ và nhện đỏ phá hoại, nhưng hiệu quả không cao và chữa mãi không dứt điểm. Chính những gói thuốc không có nhãn mác để chữa cho bệnh bọ trĩ này lại là những cái toa rất đơn giản để tiêu diệt bọ trĩ và nhện đỏ hiệu nghiệm. Chúng ta cũng đều đã biết, sâu bọ thường là có một thời gian sẽ nhờn thuốc và kháng thuốc, và bọ trĩ và nhện đỏ cũng không nằm ngoại lệ. Vì cái loại ngày xưa chữa khỏi nhưng bây giờ không khỏi, chúng ta gọi là nhờn thuốc đó, liên tục xảy ra nếu thuốc chỉ có một gói chữa bọ trĩ mà bạn pha. Và những nhà sản xuất cũng không hề biết sự kháng thuốc này của sâu bệnh, cho nên cộng dồn nhiều loại lại với nhau làm một toa thì lại là hiệu nghiệm. Nhưng trước khi chữa trị thì các bạn, việc đầu tiên là các bạn phải phát hiện bệnh rất sớm. Bệnh bọ trĩ và nhện đỏ trên cây hoa hồng của bạn. Đây là khâu rất quan trọng. Bởi khi này là bọ trĩ và nhện đỏ mới xâm nhập, còn nhỏ, số lượng còn rất ít, cho nên bạn phun thuốc rất ít nhưng hiệu quả lại rất lớn. Nếu bạn phát hiện muộn, chúng đã sinh sôi nảy nở nhiều và nọn lá hoa hồng đã bị co thụt, thì chứng tỏ lúc này bọ trĩ đã rất đông, rất già và thậm cây hoa hồng của các bạn đã bị cho bọ trĩ hút yếu, cho nên chữa ở lúc này rất lâu và nhiều khi lại cây hoa hồng của bạn không chết vì bọ trĩ mà lại chết vì ngấm quá nhiều thuốc, bởi vì bạn đã phun quá nhiều lần mà bọ trĩ nó không chết. Cho nên trong khi các bạn xem hết video này, và đặc biệt là các bạn hãy xem hình ảnh ba gói thuốc này mà các bạn hãy ra mua ở những cửa hàng thuốc thực vật gần nhất và về trộn đều với 16 lít nước, và các bạn pha phun đẫm cho cây hoa hồng. Các bạn chỉ phun ngày thứ nhất, để cách 2 ngày nữa các bạn phun lại, và nếu các bạn kỹ nữa thì 3 ngày nữa các bạn lại phun lại, nghĩa là một tuần các bạn phun cho mình 3 lần. Chắc chắn bọ trĩ sẽ tiệt nọc. Chỉ cần có như vậy, cây hoa hồng của các bạn sẽ được bảo vệ trong một khoảng thời gian 5 đến 6 tháng. Và cây hoa hồng của bạn, đặc biệt là lứa mùa hoa chính vụ này, sẽ luôn rực rỡ, khỏe mạnh, đặc biệt là lứa hoa Tết. Vì không có bệnh tật, cho nên bạn sẽ có những chậu hoa hồng đẹp. Thưa toàn thể các bạn, trên đây là chút ít kinh nghiệm Trung Hoa Hồng muốn chia sẻ tới cho các bạn. Để các bạn, nếu có thể, ngay sau khi đọc bài viết này, nếu cây hoa hồng của bạn có bệnh bọ trĩ thì bạn hãy kiểm tra và phun ngay theo những gì Trung Hoa Hồng hướng dẫn.
Châu Hồng khẳng định rằng với một toa thuốc này, cây hồng của bạn sẽ sạch bệnh. Châu Hồng xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem hết video này. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn các bạn.